Rồi mình chỉ vừa mình đã thấy xong đem xuống nha các bạn. Đây với dừa, đây là sữa nha, nhà đi sủi. Giờ hiện tại và bây giờ mình sẽ khui với dừa qua, mình để mấy cái thứ này vô mình hiểu thử nha các bạn. Rồi mình sẽ khui với dừa đây. Để chạy xịt nước, xịt nước luôn. Vừa xịt nước cho nghe không? Ở đây là chúng ta đang khuyên các bạn, chúng ta sẽ khuyên lỗ ở đây. Đây là vừa non, cũng dễ khuyên nữa. Còn mà vừa, cái già rồi thì khuyên khuyên gì cho nó nhanh các bạn. Cũng vừa khuyên gì là nó nhanh. Rồi chúng ta dở dở cái nắp lên thôi. Rồi chúng ta đã khui xong một lỗ rồi các bạn. Đây đây là trái dừa chúng ta khui xong nha. Ví dụ nha các bạn, trái dừa là trái dừa nha. Sao? Chữa ba trái dừa. Rồi chúng ta sẽ khui một viên sủi đó vô nữa nè. Đây viên sủi nha các bạn. Và chúng ta sẽ bỏ viên sủi vô. Đây chúng ta sẽ để xem ạ. Sủi đang sôi nha các bạn. Đây sữa sủi rồi, hiện tại sủi đang sôi nha. Quá sôi rồi. Sôi thì ớn trời. Như y như bọt lên, sôi bọt quá trời bọt luôn đó các bạn. Mình không biết là nơi này rồi có uống được không nha. Đây quá trời sôi luôn rồi. Kìa quá. Có người có trúng độc trúng thực gì không nha. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Không biết nguy hiểm không nữa. Tại vì đó giờ mình chưa thử bao giờ. Đây là lần đầu tiên mình thử nha. Đây là nước dừa nha các bạn, nước dừa bỏ sữa bột vô nha các bạn. Viên sủi vô nha, giờ chúng ta sẽ quậy thôi. Quậy lên thử coi sao nha. Mình thấy nó như nó cái tủa hả các bạn ơi. Nước nó cái tủa mà sữa, màu sữa thì nó ra đó. Cam, sữa, dừa, không biết uống như có gì vấn đề gì không nha. Mình thấy nó cái tủa hay nó quấn cục rồi. Đây. Đây là các bạn thấy không ạ? Bây giờ nó cái tủa cho nghe các bạn. Đó. Nó không có tác dụng với nhau rồi, nó cái tủa rồi đó. Ghê quá. Sẽ dùng thử cái món uống nước dừa này nha các bạn. Đây ạ. Đây ha. Giờ mình sẽ uống. Vô uống thử ha các bạn. Nên lần cận nó chơi nè. Mùi nó gì kì à? Nó chua chua. Nó ngọt. Nó kỳ cục quá. Nó chua chua rồi lớ lớ lỡ gì lứa cho nghe mùi sữa nữa các bạn. Không yêu nha các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ uống thử hết luôn. Không biết nó có độc không? Có độc không? Uống thử không? Đổ nó ra ca tôm này.
Wow, tô luôn. Các bạn thấy chưa? Đây là một tô luôn nha các bạn. Nó lợn cận hết trơn nha các bạn. Nè. Các bạn thấy rõ không ạ? Tớn quá. Không dám uống luôn, nhìn không dám uống. Nhưng mà cả mình sẽ thử. Đây là vitamin C nha. Này cam sủi nha. Con này sữa hay dừa. Đã uống vô không biết có chút độc gì không. Mình sẽ thử nha. Có điều bệnh viện nhớ đem mấy này nha. Qua bác sĩ biết đường xúc. Bác sĩ có thể biết đường xúc cuộc này cho dùi cái này nè. Nè. Nhớ nha, cái tô là bự. Uống nguyên tô là chiều ra biết sao nè. Rồi. Nè nhớ nha, chào bác sĩ là chúng độc cái gì đó, ưa kêu đem thuốc sâu uống gì uống cái gì đó. Còn cái này nè, coi cái này món này nè. Cái này mới mua luôn, mới vui thuộc luôn nha. Không biết sao nó chờ lần lắm, nó bỡ mà. Bỡ quá trời bỡ luôn rồi. Nhớ nhà. Nó có mùi cam nha các bạn. Nó có mùi cam, mùi dừa với mùi sữa. Nó ngọt ngọt, nói chung là uống thấy cũng được được. Các bạn thấy sao nó lợn cận được. Nóng trầu quá vậy, nó ghê quá. Trời ơi, gắt cốt hết luôn. Lỡ rồi. Cút mày bảo sao không chạy. Đưa đây bác sĩ nha, cái dừa nè. Với cái hộp sữa nè, Vinamilk gì nè. Với cái chai này nè nha, dừa sủi nè. Ông bà thấy nó chọn nó không biết thành độc gì không nha. Thấy nó trâu chưa nè. Trời bà ơi, gọn miếng nó gắn uống vô chứ ghê quá à. Rồi mình đã uống xong cái món dừa kinh dị này các bạn. Rồi cuối cùng uống xong rồi các bạn. Đây. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh nha. Rồi bye bye các bạn.